Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu, gồm các ông Phan Thanh Long, Phan Văn Dũng và bà Lê Kim Anh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu nhằm chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, qua nghe báo cáo các nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sắp tới, cũng như trả lời các kiến nghị của cử tri trước đây, cử tri phường Hòa Khánh Nam kiến nghị nhiều vấn đề liên quan phát triển kinh tế xã hội thành phố, cũng như các bức xúc dân sinh. Cử tri đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trên địa bàn, nhất là đường giao thông, trong đó có dự án di dời ga đường sắt đã kéo dài nhiều năm. Được biết là cái chủ trương về quy hoạch chung của chính phủ là cái dự án ga đường sắt mới đã được di chuyển đến một nơi khác, và hiện tại trên cái vị trí này là không còn cái dự án ga đường sắt mới nữa. Thì cũng mong muốn với cử tri là thành phố kêu gọi đầu tư hoặc là chỉnh trang đô thị. Một số ý kiến cử tri phường Hòa Khánh Nam cũng đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư. Hiện tại khu dân cư chúng tôi thì gồm có 2 tổ dân phố và 300 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Một chi bộ là Chân Tâm Một Bên Nam thì có gần 50 đảng viên sinh hoạt. Nhưng qua nhiều lần, nhiều năm, chúng tôi cũng đã kiến nghị với các cấp lãnh đạo. Nhưng cho đến nay thì khu dân cư chúng tôi vẫn chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng. Cử tri phường Hòa Khánh Nam cũng kiến nghị thành phố cần tăng cường thanh kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, tránh để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Cử tri cũng đề nghị khắc phục bất cập trong chuyển mục đích sử dụng đất, có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tuyến kênh từ bãi rác Khánh Sơn và một số vấn đề dân sinh bức xúc khác.